Vì yêu Trường Giang mà Nhã Phương phải khổ thế này trong Tết năm nay. Nữ diễn viên rất thích được sum họp bên gia đình ở quê nhà trong những ngày Tết. Chuyện tình của cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương ngày càng thăng hoa, hứa hẹn sẽ mang đến một cái kết đẹp như cặp đôi Trấn Thành và Harry Won. Mới đây, nam danh hài còn gửi gắm tới bạn gái nhiều lời ngọt ngào trước mặt hàng nghìn khán giả đồng nghiệp khi nhận được tới 4 giải mai vàng. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Nhã Phương quyết định đồng hành cùng bạn trai trong cả công việc. Cụ thể, cô sẽ diễn hài kịch ở thành phố Hồ Chí Minh trong suốt những ngày mọi người đang đón năm mới thay vì nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên đôi tình nhân đứng chung trên sân khấu. Trước đó, Nhã Phương từng tham gia live show của Trường Giang nhưng với tư cách khách mời không để lại dấu ấn đặc biệt. Nhã Phương không nghỉ ngơi mà chạy show cùng Trường Giang trong dịp Tết 2017. Vào năm ngoái, khi chuyện tình cảm chưa đâu ra đấy, Nhã Phương vẫn về nhà ăn Tết cùng gia đình ở Đắk Lắk. Người đẹp từng tâm sự rằng, Tết là lúc tôi cảm thấy thư giãn nhất, được trở về với ba mẹ cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua sắm hoa, đồ ăn thức uống chuẩn bị cho mấy ngày Tết. Tôi thích nhất cảm giác quây quần cùng gia đình bên nồi bánh tét, nồi canh bánh mình ngủ quên lúc nào không hay. Ngày Tết, cả nhà sẽ đi chùa chúc Tết họ hàng. Vào dịp Tết, mọi người cũng hay rủ nhau đi chơi ở thác nước vui lắm. Như vậy rõ ràng, Nhã Phương rất thích được sum họp bên gia đình trong ngày Tết. Tuy nhiên vì một số lý do mà năm nay nữ diễn viên đã quyết định chiến đấu cùng bạn trai. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!